Cuộc đời sóng gió, không biết cha mẹ mình là ai. Rồi tiền đi. Cho đến một ngày, báo chú tờ báo của ông đây. Tiền nè. Bà nhất định phải đòi lại đứa trẻ. Nhất định phải đòi lại. Tôi muốn đem cháu gái của tôi đi. Đột nhiên đứa nó đi như vậy, nó làm sao mà chịu nổi chứ. Cháu tôi quen sống với cuộc sống thấp hèn của người nghèo. Ông buộc nó ở trong cung điện xa quá như con chim bị nhốt vào lồng cao, sao nó sống được chứ. Không chừng nó bị té từ trên cao xuống mất mạng. Tình yêu, nước mắt, thù hận.